Tuổi già là thời điểm con người thường phải đối diện với nhiều vấn đề về suy giảm sức khỏe, nỗi cô đơn, đánh mất đi niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Lúc này người cao tuổi cần được xã hội quan tâm cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Việc xây dựng những câu lạc bộ, sân chơi để người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích cần được nhân rộng ở nhiều nơi và quan tâm đầu tư thích đáng. Bà Phạm Thị Trải ở thôn Xuyên Linh, xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cử, về hưu đã hơn chục năm nay. Các con đều đi làm ăn xa và ổn định. Tuổi già chỉ có hai ông bà sống với nhau. Lúc trước, bà gần như chỉ ở nhà, làm bạn với cây cảnh, hết ăn uống rồi lại xem TV. Đôi lúc bà cảm thấy rất cô đơn, suy nghĩ nhiều về bệnh tật. Từ đầu tháng 4, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh của xã hoạt động trở lại, bà đã đăng ký tham gia. Được cùng mọi người tập luyện đều đặn vào buổi chiều mỗi ngày, cùng may đồng phục, mua dụng cụ tập luyện, bà thấy mình trẻ khỏe ra nhiều. Trước khi là chưa có câu lạc bộ là chúng tôi quá tẻ nhạt và nhàm chán. Thế nhưng mà từ khi có câu lạc bộ rồi tôi cảm thấy phấn khởi lắm. Có khi tôi trẻ thêm 50 tuổi nữa. Tôi chỉ mong hàng tháng để được sinh hoạt thôi. Vừa qua là Covid không sinh hoạt được, chúng tôi buồn lắm. Khác với bà Trải, khi tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ xã Đỉnh Cao, bà Hoàng Thị Nhuận lại đắn đo rất nhiều. Gánh nặng chăm lo cho con cháu và công việc đồng ruộng khiến bà không nghĩ gì đến thú vui của bản thân. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, bà đã tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ của xã. Hàng ngày, bà Nhuận đều mong chờ đến buổi tối để được ra tập luyện với mọi người, chia sẻ những buồn vui của một ngày. Bà như tìm lại được niềm đam mê ca hát của thời tuổi trẻ. Nhiệt tình ngày nào cũng đi tập. Chị em thì lúc nào mà giải lao thì cũng ngồi tâm sự với nhau, vui vẻ. Mình đi tập được thì nó cũng khỏe chứ. Không thể phủ nhận, việc thành lập những câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo ra những sân chơi bổ ích, lý thú cho người cao tuổi. Các câu lạc bộ cũng góp phần trang bị kiến thức để người già bảo vệ sức khỏe bản thân, sống vui cùng con cháu. Tuy nhiên, vì nhiều lý do không phải người cao tuổi nào cũng có điều kiện tham gia. Các đồng chí cán bộ địa phương rất quan tâm đối với người cao tuổi. Thế nhưng mà vì cái điều kiện là do cái công việc, này, gia đình mà nhiệm vụ chính của các cụ là trông nom các cháu để thay con cái đi làm. Thì đây cũng là những cái khó khăn riêng. Ban đêm, buổi tối thì các cụ là mắt kém, nên cũng không thể tập hợp như chị em phụ nữ được. Nhưng mà xong thì với tinh thần quyết tâm thì cũng nhiều cụ là cố gắng để làm sao mình tạo lên cái sân chơi bổ ích, vui và khỏe. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 2.000 hội viên người cao tuổi, nhưng chỉ có chưa đến 500 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên với sự tham gia của khoảng 10.000 người. Không ít người cao tuổi tự thu mình, nhiều người phải gánh trên vai những gánh nặng thay cho con cháu. Đã đến lúc, mỗi gia đình cần quan tâm nhiều hơn nữa đến thế hệ đi trước, tạo điều kiện để họ được tham gia vào những sân chơi lành mạnh, bổ ích, thay vì đặt lên vai họ những gánh nặng.